chậu lục giác và khuôn chậu tròn loại có cả lòng trong. Với những loại khuôn này thì các bác có thể lấy cả lòng trong hoặc là lấy không lòng trong về làm bên tay đều được. Thì ngay sau đây xin mời các bác sẽ đi cụ thể từng mẫu khuôn một. Đầu tiên giới thiệu tới các bác là một bộ khuôn lục giác có đường kính là rộng 70 cm. Đấy, các bác xem là rộng 70 cm, chéo cạnh đo được 80 cm, chiều cao của chậu rơi vào tầm khoảng 36 cm, cao tổng thể cả chậu cả chân. Đây, đo bên ngoài nhìn thấy rõ, tổng thể cả chậu và chân được khoảng 59 gần 60 cm. Đấy, lùi máy ra một tí nữa cho nhìn rõ hơn. Rồi, ok, bây giờ sẽ xem phần hoa văn. Cái hoa văn thì nó có 6 mặt hoa văn. Đầu tiên mặt này là mặt cây tùng này, tùng sen này, cây này là cây mai, trúc, cúc, có mã hoa tên cúc. Rồi đấy, tùng, cúc, trúc, mai và sen đào nhá, 6 mặt hoa văn. Đây, bên ngoài của khuôn thì các bạn thấy là tất cả các khuôn, cơ sở khuôn chậu điện sản xuất là bên ngoài nó đều có gia cố thêm cái phần ống sắt chịu lực như này. Đó, tất cả các khuôn đều có ống sắt chịu lực này. Nó khác với một số cơ sở khác là nếu mà thiếu cái ống này thì trong quá trình sử dụng một thời gian sau thì khuôn nó sẽ cong vênh. Tuy nhiên với những cái bộ khuôn như này thì đảm bảo là trong quá trình sử dụng nó sẽ không bị cong vênh. Đây là vỏ ngoài, hay còn lòng trong đây. Đấy, các bác xem là lòng trong. Đấy, lòng trong nó đều có cái ốc đánh dấu định vị rồi nhá. Đây chính là lòng trong. Với những bộ khuôn composite này thì chậu có lòng trong và chân của nó chưa có lòng trong nhá. Rồi tiếp theo này sẽ là một bộ khuôn lục giác có kích thước là rộng. Đây, rộng là 76 cm. Chiều cao tổng thể, cao tổng thể cả chậu cả chân là 56 cm. Cao chậu đo được tầm khoảng 31 cm nhé, 32, cao chậu đo được 32 cm. Đó, chéo cạnh là 87 cm. Đây là một trong những mẫu khuôn mà bán rất là chạy. Đây, còn phần hoa văn đây này. Hoa văn thì các bác phải xem được rõ hoa văn. Hoa văn đây là hoa văn mặt này, mặt sen này. Mặt sen hoa văn rất là nổi, rất là sâu. Có thể so sánh với ngón tay này. Sen này, tùng này. Đó, mặt này là mặt cúc, trúc này. Và đây là cây mai. Đây là cây đào. Về tùng, cúc, trúc, mai và sen đào. Cái bộ lục 78 này nó cũng có cấu tạo tương tự như bộ lục 70. Tất cả vỏ ngoài cũng đều có gia cố sắt chịu lực và sử dụng ốc sắt loại to. Nên bây giờ đây chính là lòng trong đây. Là khiêng cái lòng trong đặt vào đấy. Đó, đây là cái lòng trong. Lòng trong này xoay cho đúng vị trí đây, xoay đúng vị trí. Với khuôn chậu loại có lòng trong này thì vỏ ngoài và lòng trong nó sẽ có cái đánh dấu. Rồi các bác để ý nhá, nó có đánh dấu. Đây, đánh dấu nhá. Về lắp đánh dấu phần trên và phần dưới có đánh dấu này. Chúng ta đặt vào và sẽ bắt ốc vào cái vị trí đấy. Rồi tiếp theo sẽ sang bộ lục giác 90. Đây chính là bộ lục giác 90. Đấy, kích thước rộng miệng là đo được khoảng 91 cm nhé. Ta gọi là lục giác 90 đâu. Đấy, chéo cạnh nó phải hơn 1 mét. Rồi, chéo cạnh là 1m05. Bộ này có chiều cao tổng thể là đo được chiều cao là 65 cm, cả chậu cả chân. Riêng cái phần chậu thì nó cao khoảng 35 cm, chậu cao 35 nhé, vậy chân còn khoảng 30. Đây, còn phần hoa văn thì các bác phải xem rõ đây.
Còn hoa văn với mấy mẫu chậu lục 90 này thì nó rất là sâu. Hết pin này. Rồi phần hoa văn đây. Hoa văn mặt này mặt cúc này. Trúc. Nó rất là sâu nhá. Tất cả những khuôn này chuyện gấm nó đều rất là rõ nhá. Các bác xem cái phần trắng trắng này chính là cái phần bột đá mà khi cắt nó còn có phần bột đây là chưa vệ sinh sạch sẽ. Đấy, cây mai này, sen, mặt sen, riêng mặt sen của bộ 90 này thì độ sâu nó cực lớn nhé. Nó cũng tùng cúc trúc mai sen và đào đó. Còn cái lòng trong đây, đặt cái lòng trong vào đây này. Đây, đúng đây, đúng không? Đấy. Lòng trong rất là to nhé. Lòng trong bộ này cũng làm bên khối giống như là bộ lục 78. Và phần bên trong này do cái mặt tiếp xúc nó rộng cho nên là cơ sở ra cố thêm hai cái ống sắt vào nữa, rất là chắc chắn. Đấy, khi đúc chúng ta có thể đè vật nặng lên là rất đảm bảo nó không bị lõm mấy phần lòng trong xuống. Đấy, bên ngoài đây, cả phần chậu và phần chân đều có gia cố thêm cái ống sắt chịu lực. Rồi chúng ta sẽ sang tiếp cái bộ tiếp theo cũng đã có lòng trong. Đây, bộ này là bộ lục giác rộng 1m02cm nhá. 102cm. Một bộ lục giác hoàn toàn mới nhá, rộng là 103cm nhá, phải 102 103cm này. Chéo cạnh của nó là 116cm. Bộ này là loại lục giác mới và cao sâu. Đấy, chiều cao của chậu nó rơi vào tầm 54cm, gần 54cm. Tổng thể chiều cao cả chậu cả chân đã đo được là 83cm. Thể phần hoa văn thì với loại khuôn composite này thì chậu càng to thì hoa văn nó càng nổi nhá. Đấy, mặt này mặt sen này. Đấy, thấy mặt sen này. Đấy, mặt sen, rồi mặt bên này là mặt cúc. Mặt cúc rất là nổi nha, thân nó rất là to, thân cách điệu nghệ thuật rất to, con núi non này. Đấy, tiếp theo là mặt cây trúc. Cây trúc. Và cây bên này là cây cây mai. Cây mặt cây mai này. Tiếp theo là mặt cây tùng. Đấy, mặt cây tùng, từng nét lá tùng cũng rất là nổi rõ này. Đấy, và mặt cuối cùng là đào. Đấy, nhưng mà tùng cúc trúc mai và sen đào. Đấy, quay bên ngoài này, bên ngoài cũng đã làm rất là cẩn thận và cũng đều có gông sắt. Với cái bộ lục 1 mét này thì phải đi hai gông sắt, cả gông trên và gông dưới nhé, để cho đảm bảo chắc chắn này. Và ốc cũng bắt được nhiều ốc hơn, là 3 ốc ở một cạnh nhé. Đó, đây là lục 1 mét. Còn đây cái lòng trong đây. Đấy, quay ra sao một tí để nhìn thấy rõ hết. Đấy, lòng trong mặc dù là bộ rất là to, rất là lớn nhưng lòng trong cũng làm liền khối luôn nhá. Lòng trong là liền khối luôn. Đây, và đảm bảo độ chính xác cao. Và cái phần bên trong này, em quay phần trong này cũng gia cố thêm là 3 cây sắt để nó chịu lực. Đó. Rồi tiếp theo sang một bộ lục giác nữa. Bộ này thì nông hơn nhưng mà sẽ có chiều rộng hơn về kích thước. Kích thước bộ này là 106cm. Đây, lục giác 106cm đây. Rồi, chéo cạnh của nó là 120. Nên chéo cạnh là 1m2 nhé. Chiều cao tổng thể của cả chậu và chân là rơi vào 75cm. Nên chiều cao của bộ này nó thấp hơn so với bộ 1m kia một chút. Nó cao 75cm. Phần chậu đo được là 40cm. Chậu 40cm. Vậy chân nó còn khoảng
chân nó xít xít xoát ở 40, hơn 30, gần gần 40 nhá. Tổng thể là 74. Chậu nó đo thẳng lên thì còn được khoảng 30, 38 vậy thôi. 39. Chậu 39 nhá. Rồi, cái phần hoa văn thì có thể các bác theo dõi là phần hoa văn. Hoa văn thì là quá tuyệt vời rồi. Nghề mặt cây trúc này. Rồi chuyện gấm rất rõ nét nhá. Về độ khít của khuôn thì cực kỳ cao luôn. Thế sau cái làm xong cơ sở và đánh dấu rồi mài cái phần tiếp giáp này. Mặt sen. Đấy, cây này là cây, cây này là cây mai. Tùng này. Mặt cúc. Đấy, cây đào là tùng cúc, trúc mai, sen đào. Đây phần chân này, chân cũng rất là khít nhá. Chân đầu rơi rất là đẹp. Nó bên ngoài thì cũng giống như các bộ khuôn kia đâu. Bây giờ cho lòng trong lên. Đây lòng trong rất là to. Đây, tất cả các tai của lòng trong đều có cái ốc định vị nhá. Với khuôn composite mặc dù lòng trong nó rất là to như thế này. Đấy, nhưng mà cơ sở khuôn Triệu Tiên là vẫn đảm bảo làm liệt phối cho các bác. Rồi ta cùng nhìn lại như vậy là có các cỡ lục giác này. Đây có 70 này. 78, 90. Này gọi là 1 mét. Và bộ này trước đây gọi là 1.8 đây. Đều có lòng trong. Này, tiếp theo chúng ta sẽ sang một số mẫu khuôn tròn. Tròn là có tròn 60, tròn 70 đấy mà chưa lóc, tròn 60 này, tròn 80, tròn 90, tròn 1m15 mà tròn 1m35 thì chưa lóc lên. Bây giờ ta sẽ đi cụ thể vào từng bộ khuôn một. Đây là tròn này, 15 bắt đầu rồi. Tròn này tròn 60 này, tròn 60 cao. Tổng thể cả chậu cả chân là 50. Đó, tròn 60, cao 50, có lòng trong của chậu, chân với tay. Còn đây là tròn 80. Nghe thấy kích thước không? Tròn 80 này. Rồi, cao tổng thể cả chậu cả chân là 60. Chậu cao 40, chân cao 20 nhá. Thế cái mẫu này chậu cao 40. Đây, chậu cao 40, chân 20. Hoa văn thì bộ này đã giới thiệu ở một số video trước rồi. Hoa văn nó rất là nổi đây. Ngay mặt này là mặt trúc, cây trúc này. Đó, trúc rất là sâu này, tùng. Đây là cái tùng. Ngay mặt tùng này. Đấy, các chuyện gấm còn đều rất nổi, lá tùng, từng lá một nó đều nổi rất là rõ này. Đây là mặt này là mặt cây cúc. Lưu ý nhá, cúc này. Cúc và có cài sen thêm cái phần cành mai nữa nhá. Cành mai nhỏ nhỏ đây, cành mai này, còn bên này là cúc này, bông cúc này, bên bông mai. Như vậy là mặc dù có 3 mặt thôi, nhưng người nghệ nhân đã sen kẽ hoa văn là tùng cúc trúc mai cho đủ tứ quý nhá. Còn đây là lòng trong. Đó, tất cả các lòng trong là đều có cái phần gia cố thêm cái cây sắt bên trong này. Cho nó rất là chắc chắn. Rồi ta sang bộ tiếp theo. Một bộ tròn mà cũng rất là chạy hàng. Đó là bộ tròn 90. Này đo kỹ ra phải được hơn 90 một chút đấy. Đó gọi là tròn 90. Rồi tròn 90cm. Cao tổng thể của nó là cao 68cm. Tròn 90 cao 68. Rồi, tròn 90 cao 68 này. Cái phần cao chậu. Cao chậu là khoảng tầm tầm 50 nhá. Cao chậu 50, cao chân khoảng 18 đấy. Đây, hoa văn. Hoa văn đây. Hoa văn thì thấy là hoa tùng này. Tùng này, bên này là trúc, trúc và mai luôn. Đây cái trúc này mai này. Đó, và mặt bên này chính là mặt cúc.
Đây bộ 90 này hoa văn cũng theo cái tích là tùng cúc trúc mai. Đấy, còn bên phần lòng trong, đấy nhấc lòng vào. Đó, lòng trong đây. Với những bộ to này, lòng trong là luôn luôn gia cố thêm cái nẹp sắt vào nhé. Còn vỏ ngoài đây, vỏ ngoài cũng có, mặc dù tròn rất khó uốn để chúng ta làm thêm gia cố cái phần chịu lực này, nhưng mà cơ sở cũng đã uốn theo cái ống sắt vào gia cố, như vậy là sẽ không bao giờ có cái chuyện là cong vênh khi mà chúng ta sử dụng bộ khuôn composite này. Rồi ok, tiếp theo là sang một bộ khuôn tròn nữa. Mà tròn này là 1m15 nhá, tròn rộng 115cm. Đó, chiều cao, cao tổng thể là 70cm, cao 70cm phần cao chân, cao chân là 22cm, cao chân là 22cm nhé. Đây về phần hoa văn, hoa văn là thấy là một cây trúc đây, mặt trúc đây, thân trúc nó to gần bằng cổ tay luôn nhé, trúc này. Cúc, mặt này là mặt cúc và cũng có xen kẽ cành mai đấy nhá, cúc vừa mai đấy. Nguyên cái mảng này là hoa văn hoa mai này, còn từ đây ra là hoa văn cúc này. Nhìn ở khuôn thì có thể nhìn nó sẽ không thể hiện rõ cái phần hoa văn cúc hay là hoa văn mai, nhưng mà nếu khi đúc ra chậu được thì ta nhìn thấy rất là rõ đấy. Còn một mặt nữa là mặt tùng, mặt tùng đây, mặt tùng đây đấy. Như vậy là những bộ khuôn này đều có hoa văn là tùng cúc trúc mai nhá, tất cả các mẫu tròn 60, 80 hay là 90 hay là 1m15 và 1m35 thì hoa văn cũng đều theo cái tích là tùng cúc trúc mai. Đây, còn đây là cái lòng trong của nó. Rồi, ok, đây lòng trong cũng là có thêm gia cố thêm phần sắt chịu lực ở phần tai cũng như phần lòng để chống chỗ cong vênh. Bác là một số mẫu khuôn lục giác từ 70 cho đến 1m08 có lòng trong, và một số mẫu khuôn tròn từ 60 70 80 90, 1m15 có lòng trong. Ngoài ra thì còn hai bộ khuôn nữa là chưa lắp vào, đó là tròn 135cm và tròn 155cm đều có lòng trong. Thì các bác nào muốn sở hữu những bộ khuôn này phục vụ cơ sở sản xuất chậu cải của mình thì ngay phí được vận chuyển tới tất cả các bác trên toàn quốc. Và video xin phép tạm dừng đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.